nhà cho anh. AD ngoài Lulu và một spot nào không phải anh nhá. Bram nha bạn nhá, Bram. Ngươi gặp mid KDA 1142 thì chơi kiểu gì thì win á. Súp đi em. Là anh cũng súp à? Những cái trận đấu mà mình cảm giác mình không chơi được nữa thì đừng cố gắng em. Cũng giống như kiểu những cái thứ mà không thuộc về mình thì kể cả em cố gắng em làm gì nó cũng không thuộc về em đâu. Nó là như vậy. Tới đây để em xem nó mix cái gì đấy nha. Karma, Karma với Lucian. Game này là em đánh con gì đây? Từ từ. Bạt à? Bạt. Lucian đánh với Lucian thì không biết không. Nếu mà gặp lại đánh con Vayne thì hơi khó rồi. Đánh con Vayne mà gặp con Karma toang lắm. Zinix à? Anh Zinix thì... Ha là Ezreal à? Ezreal thì Zinix được anh ạ. Nên em đánh Zinix game này cho anh em nhá. Thua cũng được. Đánh vì anh em thôi. Game này em đánh vì anh em nhá. Anh em lâu lâu chưa thấy Zinix thì em đánh vì anh em thôi đấy. Quỳnh Phạm cho bạn 1000 sao mua hộp sữa. Khiếp. Tôi mới đi vệ sinh được có 30 giây bằng công cho tôi lâu. Phải nổi lâu. Tức ghê. Mới đi được 30 giây luôn á. Anh em đã nghe cái câu ăn bẩn sống lâu người tàu bảo thế chưa? Em ăn bẩn thì không sao đâu. Mặc dù là em chưa rửa tay thật. Em được cái là có gì nói đấy nha. Quên mất lại chưa rửa tay đấy. Mà cứ bốc mà ăn thôi. Bây giờ mọi người thử nghĩ xem. Em thì em cũng sợ là mọi người đợi lâu. Em mới vào, em mới đi vệ sinh cho ngồi em vào cho nó nhanh. Em quên mất rửa tay một cái thôi. Là bởi vì là em sợ mọi người đợi lâu. Mọi người Quỳnh sẽ Phạm cho bạn 500 sao mua hộp đó. Sữa, tặng sao tặng thêm may mắn. Cũng là vì anh em thôi. Chứ đâu em đâu có màng đến bản thân mình đâu. Thà em bẩn một tí cũng được. Nhưng mà anh em chờ lâu là em không chấp nhận được. Đó, nó là như vậy. Em có thể ăn bẩn. Nhưng anh em chờ lâu là không được. Đó. Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thế là mít hết rồi. Bắn đúp khép góc luôn. Và đây tôi đúp ở trong cái bụi là để tôi check thằng Hecarim. Sợ nó đứng ở đây nó đúp. Mới là hay đúp lắm. Đấy. Đúp check nha, đúp check nha. Mà đây là đúp check để xem là thằng Hecarim có núp ở đây không. Thường thường mấy góc này nó hay núp lắm. Không đánh nhiều không mới biết được à. Sao tự nhiên ngửa mông với ta. Ui nó không chạy luôn kìa. Này. Ui. Ui. Cái gì trời. Rồi nó đi chết rồi. Tạm được. Nhiều lúc tôi thấy tôi ngu lắm nha. Đúng này. Xử lý những cái pha nhìn trông nó bẩn mắt rồi chứ. Tất cả đều đúng. Nguyên thủ chuyên nghiệp này chết. Đúng đúng. Bắn nó luôn đấy. Thật đấy. Lao ăn cắp và chấp cả hai thằng như này luôn còn được. Người ta gọi là đấy là kỹ năng đấy. Mình làm nhẹ một pha cho anh em coi thôi. Lao thật chứ là dám bay vào và chơi tôi không ạ. Cũng có tuổi đấy. Ui giời ơi. Lao quen. Mà nó tê lê kìa, nó tê lê kìa. Người ta gọi là đấy là kỹ năng đấy. Cái gì không ấy, nhìn đi kìa. Hai. Nét thế nhở. Trời ơi. Mày không đâm vào tim nữa rồi. Tuyệt vời quá. Mít cái anh nhá. Bình thường đi Z tổ ong. Pha này về phát mua hẳn. Đôi lưới vũ tông đi luôn. Ba đách là ba đách.
bằng cái mạng rồi. Đó, mình gắn như thế này mình bằng cái mạng rồi này. Hít cho. Về luôn nhanh em. Trụ này không ăn được kịp đâu. Tại vì trụ này là trụ dưới phút 14, mà phút 14 thì nó giáp rất là to, không ăn được. Về trước đã. Ngon nhờ. Tự nhiên có chuối bơ. Lăm lốp đổ mồm. Ngon. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Ngon. Ôi là kèo là kèo. Ôi là kèo là kèo. Ok nhá. Xin game nhá. Ok. Đây là lật được này. Ngon rồi đấy, ngon rồi đấy. Càng đánh thì team mình sẽ càng khỏe hơn mà. Từ cái này trước đã, xong rồi bắt đầu là mình lên áo vải này. Công lên đồ này thì công tí đỡ bị nó sốc đam. Công nhìn thấy không, thằng Gecko này là lên cái song kiếm gai ương. Tức là cái lượng sát thương mà đam tay của nó ấy, khi mà nó dùng cái đam phép xong cái rất là khỏe. Ui, tiếc thế. Ây à, chết, Pentakill. Đó, thấy ra không, thấy ra. Quan trọng là cái chất tướng à. Tôi đánh, tôi biết là game này mà đánh được hay không ngay. Cái chất tướng nó đã nói lên điều đấy rồi. Pentakill càng ngày với cả con Hecarim á, như nó có đấy, càng đánh nó sẽ càng yếu hơn, tin tôi. Có mắt luôn. Ê, xuống, xuống. Xuống nè. Ui. Ô. Tí ông chết luôn kìa. Các bạn thấy không? Mặc dù ấy, kể cả tôi có thọt hay tôi có xanh như nào chăng nữa, nhưng mà cái chỉ số lính của tôi lúc nào cũng luôn luôn bằng thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, tôi luôn luôn chú tâm vào để tôi ăn hết tất cả những cái con lính trước khi mà tôi làm một cái việc gì đó, như kiểu là đẩy đường, à, như kiểu là bạn bách về, hay là bạn đi kiểm soát mục tiêu đó, hay là bạn di chuyển. Thì hầu như các bạn sẽ phải đẩy quân lính trước. Còn nếu mà không đẩy quân lính trước mà các bạn đi luôn ấy thì nó rất là thọt. Bởi vì nếu mà các bạn đi mà các bạn không làm được cái gì thì tất nhiên là mình sẽ bị thọt kinh nghiệm rồi. Mà đánh như vậy thì thua, đánh như vậy không đánh được. Sao tôi bắn rờ toàn ra cái cua què gì vậy? Lên. Lên Lợi ơi. Hợp lý Lợi ơi. Hold on luôn. Anh em càng đánh càng win thôi, không thua được. Bị ép thì farm thôi. Bị ép thì gọi rừng xuống, gọi top, gọi mid xuống. Gọi mà chúng nó không xuống thì mình phải bỏ lên. Nếu mà bị chúng nó ép quá thì phải bỏ lên thôi. Hầu như công đánh kiểu gì nó cũng phải xuống hỗ trợ à, chứ làm gì chúng nó bỏ không được. Đúng không? Mà sao nó bỏ không được. Đúng cái rồi kìa. Né. Né liền. Đứng nhà cho anh. Yeah. Humble.